Xin chào các bạn. Đi du học là sự đầu tư cho tương lai với mục tiêu phát triển cả về kiến thức, học thuật lẫn sự hiểu biết về mặt văn hóa và xã hội. Khi lựa chọn quốc gia du học, ưu tiên hàng đầu chắc hẳn là chất lượng về đào tạo, chi phí học tập, sinh hoạt, sự phát triển của một quốc gia và đặc biệt là những chính sách hỗ trợ mà chính phủ dành cho sinh viên quốc tế theo học. Xét về chất lượng cho đến nay thì Canada luôn là quốc gia đứng đầu về phát triển giáo dục với bằng cấp được công nhận trên toàn cầu. Năm 2014, theo đánh giá của The Universitas U21, hệ thống các chương trình đào tạo bậc cao đẳng đại học, Canada xếp thứ 3 về chất lượng đào tạo tốt nhất thế giới. Xét về học phí, các trường tại Canada hầu hết là trường công lập, có mức học phí hợp lý do được chính phủ đầu tư và hỗ trợ nhiều. Xét về môi trường sống thì Canada là quốc gia an toàn, cộng đồng đa văn hóa nhưng lại rất thân thiện và gần gũi, hội tụ những yếu tố nêu trên. Cho nên du học Canada sẽ là một sự đầu tư đáng giá để bạn nâng cao tri thức. Và trong chương trình này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chính sách định cư tại bang Nova Scotia nhé. Thì đến với câu 1 là từ bạn Ngô Thị Kim Phượng, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, ngành kế toán. Thì bạn nói rằng em dự định đi du học thạc sĩ tại Canada ngành kế toán và có mong muốn định cư tại bang Nova Scotia. Em được biết với mỗi bang thì đều có chính sách định cư khác nhau. Anh chị có thể chia sẻ thêm cho em hiểu rõ về chính sách định cư tại bang Nova Scotia được không? Thì xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn Kim Phượng. Cảm ơn em đã gửi thư đến chương trình. Thì Canada là một trong những điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp. Nova Scotia là bang có khí hậu ẩm nhất vào mùa đông ở Canada. Với cái lịch sử lâu đời, hiện nay số lượng trường đại học tại bang Nova Scotia chỉ xếp ngay sau bang Ontario của Canada. Đặc biệt, chính sách di dân ở đây rất là thu hút sự quan tâm của sinh viên quốc tế. Chương trình đề cử bang của Nova Scotia tương đối là đơn giản, không tính theo cái thang điểm, chỉ cần phù hợp với những điều kiện sau là có thể định cư và được phê duyệt. Cái độ tuổi yêu cầu là từ 21 cho tới 55 tuổi. Tìm được cách việc làm ở bang Nova Scotia, cái công việc toàn thời gian là khoảng cỡ 30 giờ trên một tuần. Công việc tốt nhất là thuộc về cái ngành nghề loại 0, loại A, loại B. Theo cái hệ thống phân loại NOC, nếu là ngành nghề loại C thì cần phải làm cho chủ thuê được khoảng cỡ 6 tháng. Trước khi xin định cư phải có cái kinh nghiệm làm việc liên quan là 1 năm hoặc là 1560 giờ kinh nghiệm. Việc làm này có thể tích lũy từ bất cứ đâu, không nhất thiết phải là phải có kinh nghiệm làm việc tại Canada. Trình độ về ngoại ngữ thì yêu cầu tiếng Anh khoảng cỡ IELTS 6.0 trở lên. Phải có một cái trình độ về học vấn từ là cao đẳng đại học trở lên. Không hạn chế là học ở đâu nhưng tốt nhất là ngay tại bang Nova Scotia. Về cái tính thích nghi thì phải chứng minh được là mong muốn định cư tại bang Nova Scotia thường thông qua cái việc học và việc làm ở ngay tại bang này. Thì sinh viên phù hợp với những điều kiện trên sẽ có thể xin được định cư theo chương trình đề cử bang. Sau khi thông qua thì nộp đơn lên để liên bang phê duyệt. Giới thiệu và sơ với em về cái chương trình định cư cấp tốc Express Entry tại bang Nova Scotia. Từ tháng 1 năm 2015, sau khi Bộ Di trú liên bang thực thi cái chương trình định cư cấp tốc bang Nova Scotia, cũng theo đó thi hành cái thử nghiệm cái chương trình định cư cấp tốc. Thì chương trình này có một cái sự khác biệt so với cái chương trình đề cử bang cụ thể như sau. Công việc tìm được phải thuộc loại ngành nghề theo quy định danh mục ngành nghề định cư, đa số là ngành nghề thuộc lĩnh vực về kinh tế và kỹ sư. Thiết kế thang tính điểm của bang Nova Scotia để tuyển chọn ứng viên thích hợp, để tuyển chọn những ứng viên thích hợp cho chương trình định cư cấp tốc. So sánh chương trình đề cử bang và chương trình định cư cấp tốc, từ những so sánh trên đây có thể nhận thấy được cái chương trình định cư cấp tốc nâng cao cái yêu cầu loại ngành nghề định cư phải thuộc nhóm ngành nghề trong danh mục định cư. Nhưng nếu ứng viên đáp ứng được những cái điều kiện trên sẽ được phê duyệt hồ sơ trong vòng 6 tháng. Do đó thời gian xin định cư gồm là 3 tháng đề cử bang, 6 tháng định cư cấp tốc, tổng cộng chỉ khoảng cả 9 tháng thôi. Còn về chương trình đề cử bang truyền thống, yêu cầu nghề nghiệp thoáng hơn nhiều, không những chấp nhận tất cả các công việc thuộc nhóm ngành nghề loại không A, B mà còn chấp nhận bộ phận ngành nghề thuộc loại chữ C. Chỉ cần ứng viên làm công việc đó ở bang Nova Scotia trong 6 tháng. Yêu cầu này thì có lợi cho sinh viên học cái chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn tại trường đại học CBU, bởi thực tập không những giúp cho sinh viên tích lũy được kinh nghiệm làm việc đáp ứng đủ cái yêu cầu là 1560 giờ làm việc theo yêu cầu định cư, còn đáp ứng được cái điều kiện làm công việc loại C tại bang Nova Scotia trong 6 tháng. Như vậy
sinh viên chỉ cần tìm được công việc thuộc loại C là đã có thể xin được định cư. So với cái chương trình định cư cấp tốc thì chương trình đề cử bang sau khi được phê duyệt trình lên chương trình liên bang xin duyệt tiếp, thời gian khoảng cỡ 12 tháng. Do đó thời gian xin định cư theo chương trình đề cử bang là 3 tháng đề cử bang, 12 tháng phê duyệt liên bang, tổng thời gian lên là 15 tháng, nó có thể vẻ như là dài hơn chương trình định cư cấp tốc. Sau khi sinh viên tốt nghiệp, bất luận xin định cư theo chương trình đề cử bang truyền thống hay là chương trình định cư cấp tốc đều nhanh và dễ hơn so với chương trình liên bang CEC. Do đó, chính sách định cư theo chương trình đề cử bang của Nova Scotia thu hút ngày càng đông sinh viên quốc tế đến bang này du học. Thì tiếp theo sẽ là câu hỏi của bạn Nguyễn Nhật Khánh, là nhân viên IT tại công ty truyền thông tại Đồng Nai. Em dự định du học Canada và có ý định xin định cư tại bang Nova Scotia. Nhưng hiện giờ em đang băn khoăn không biết nên lựa chọn trường nào tại đây. Anh chị có thể giới thiệu một vài trường giúp em để dễ dàng lựa chọn hơn được không? Em xin cảm ơn. Xin chào em Nhật Khánh. Cảm ơn em đã gửi thư về cho chương trình. Nova Scotia, người ta hay viết tắt là NS, là tỉnh phía đông của Quebec, Canada. Đây là nơi có đông dân nhất và mang đậm tính quốc tế nhất vùng Quebec. Nova Scotia là một thành phố xinh đẹp và năng động, ghi điểm với thế giới bởi những cái cảnh đẹp dọc bờ biển như là tranh vẽ và khí hậu khu vực đa dạng với bốn mùa rõ rệt, phù hợp với nhiều cư dân trên khắp thế giới đến cư ngụ. Nếu bạn là sinh viên quốc tế đang có dự định du học tại Canada thì Nova Scotia có thể là một điểm đến lý tưởng dành cho bạn. Ở nơi đây cũng có rất là nhiều các học viện cũng như là các trường đại học chất lượng. Dưới đây là bảng xếp hạng 8 trường đại học hàng đầu trên địa bàn tỉnh Nova Scotia và những trường được xếp loại thuộc cấp quốc gia. Hy vọng những thông tin này có thể giúp cho bạn phần nào trong cái việc tìm những cái trường phù hợp nhất tại cái tỉnh bang Nova Scotia xinh đẹp này. Thứ nhất là trường đại học Capreton University, được đặt tại Sydney thuộc tỉnh bang Nova Scotia, nằm trên bờ biển tuyệt đẹp về phía đông của Canada, là trường Canada dẫn đầu tại Đại Tây Dương, trường đào tạo các khóa học trung học, là mái nhà chung cho hơn 500 sinh viên quốc tế từ 29 quốc gia trên thế giới. Một môi trường văn hóa và học tập, học thuật hoàn toàn lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thế giới. Khi đến trường đại học Capreton, bạn sẽ biết được cái sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đại học Stenen là đại học của Pháp thuộc bang Nova Scotia, Canada. Stenen cung cấp các chương trình quản trị kinh doanh, giáo dục, khoa học xã hội, khoa học thuần túy, cái chương trình giáo dục mang tính chuyên nghiệp, hiệu quả và hướng đến cái sự trưởng thành toàn diện của sinh viên. Sinh viên tại Stenen luôn có cái tỷ lệ tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp rất là cao. Thứ ba là trường đại học St. Mary, là một trong những trường cổ và danh tiếng nhất tại Canada, được thành lập vào năm 1802, tọa lạc trên đường Robbie, thành phố Halifax thuộc tỉnh bang Nova Scotia. Đại học St. Mary đào tạo cử nhân về chuyên ngành nghệ thuật, khoa học, thương mại, kỹ thuật tự nhiên. Nhà trường tổ chức rất là nhiều các hoạt động ngoại khóa đem lại cho sinh viên những cái giây phút thư giãn và cái cơ hội để theo đuổi các môn thể thao hoặc là những cái môn nghệ thuật yêu thích của mình. Ngoài ra, rất là nhiều sinh viên quốc tế có cái cơ hội ở trong khu ký túc xá của trường. Khu ký túc xá thì được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, luôn tạo cho các sinh viên được cái sự thoải mái và tiện nghi. Đến với Đại học St. Mary, sinh viên sẽ được học tập trong một cái môi trường hội nhập kết hợp với các chương trình học đầy thử thách, tạo cho sinh viên cái sự thoải mái và tiện nghi. Tiếp theo là sẽ là trường Đại học King College, là trường đại học kết hợp cao đẳng và liên kết đào tạo với cái trường đại học Western Ontario. Đại học cao đẳng King là đại học lâu đời nhất của Canada và là cộng đồng học tập nhỏ và có cái và rất là cực kỳ sôi động, nằm ở Halifax, Nova Scotia. Trường được biết đến trên toàn quốc và quốc tế về chương trình liên ngành trong khoa học, nhân văn và báo chí. Thì hy vọng với những cái thông tin trường mà chị vừa chia sẻ có thể giúp cho em trong cái quá trình chọn trường. Với những cái chuyên ngành em học thì em có thể biết được là mình chọn cái môi trường nào là phù hợp nhất. Cảm ơn sự chia sẻ của chị Đoàn Lụ. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về chính sách định cư tại bang Nova Scotia thì có thể gửi thư hoặc gửi những câu hỏi, hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua số điện thoại 0838484879 hoặc 0838382080. Xin chào và hẹn gặp lại.